Nói chung thì sẽ đồ khải khá là bình thường anh em. Tối nay thì Trọng Thống Kim ngày đầu tiên công cái bang lên top 1 nên là khá là ok anh em. Top 1 107k điểm với lại 29.297 người và liên chạm anh em. Cái đặc biệt liên chạm 146 anh em. Video này thì có thể úp lại trên kênh thì quá hay anh em ơi. Rồi, anh em muốn xem sẽ đồ khải cho anh em xem lại nha. Chung sẽ đồ này thì tối nào cũng vậy thôi anh em, cứ xong Trọng Thống Kim anh em đều có thể anh em đòi hỏi sẽ đồ khải đây. Sẽ đồ khá là bình thường anh em, sẽ đồ khá là cùi bắp anh em. Hiện tại là Khải đang xài một cái bóng tóc không có tóc luôn, sát thương 29 và sát thương 83% ở kim đó. Rồi một cái áo thổ nè, áo này cũng khá là cùi bắp anh em đó. Hello chung là ta, áo này cũng khá là cùi bắp đó. Rồi gia chiên thì hiện tại Khải đang đi gia chiên kháng cả 13. Gia chiên này cũng gia chiên mọc cũng tầm với hiện tại bây giờ thì gia chiên này là nôm một anh em, không gì mới cả anh em ơi. Rồi cái nón này thì nón sinh lực hợp kim rồi kết cái nhẫn với lại đôi giày thôi anh em, đai giày anh em. Giày thì tóc rồi chón 40 kháng hỏa 9. Rồi cây nhẫn thì kháng hỏa 15 chón 30. Đó hiện tại thì ạc này được 70 chón nè. Rồi được 80 chậm từ đai lưng 40 nè. Sinh lực nội lực. Và nhẫn này cũng sinh lực nội lực. Đó nhẫn này mới mua nha nè. Rồi bao tay thì đi kháng lôi dòng 1 sinh lực nội lực. Rồi ngập bội cũng vậy nè. Đó ngập bội cũng kháng lôi sinh lực nội lực. Đó sẽ đổi là thôi nè. Sẽ đổi thì tính ra thì Khải bút lên thì được kháng lôi phòng 75+1 nếu có nghe mi nè. Được 75+1 dùng lượng kháng khải khá là ok nè. Hôm nay được Tống Kim top 1 nên được Khải cho anh em xem đồ đó. Đồ Khải khá là cùi bắp anh em, không có gì VIP cả. Nói chung là tầm này chỉ có mỗi giá truyền thôi nè, không có gì VIP cả. Đó này, nói chung thì cho anh em xem thì cái bóng này thì khoảng 200k anh em. Cái bóng này khoảng 3 kim, bóng này khoảng 3 kim 200k. Giá truyền này thì khoảng 1,5 triệu nè. Khoảng hơn 20 kim đến 30 kim. Nó gần 1,5 triệu, hơn 1,5 triệu một tí. Đó. Rồi áo này thì khoảng 500 xu. Nón này khoảng 1 kim. 1 kim là 70.000 nữa nè, 70.000 Việt đồng nữa nè. Bao tay này khoảng 1,5 kim. Khoảng 1 kim thôi, bao tay này khoảng 1 kim thôi. Gặp bòi này khoảng 1,5 kim nè, sinh lực lực nè. Rồi nhẫn này thì Khải mua của thằng em trong bang thì bán giá hữu nghị. Giá ngoài thì 10 kim nè. Còn trong bang thì bán Khải có 6-7 kim nè, khá là rẻ, được Khải xài. Rồi đai lưng này hôm trước Khải mua 2 kim nè. Rồi nhẫn này thì chanh ra. Giày này thì mua 1,5 kim. Nói chung thì kim rưỡi này 2 kim là 3,5 kim. 3,5 kim cái này ra 7 kim đây 10 kim. 10 kim như này 1,5 kim. Như cái này 1 kim nữa là 11 kim, 12,5 kim. Nhẫn này chanh ra không nói. Áo này 500 xu đi 13 kim. Nón này 1 kim 14 kim. Rồi cái bóng này 3 kim là khoảng 17 kim. 17 kim như cái này giá tiền này khoảng cho 25 kim ở đây. Gần 2 triệu đi. Thì nói chung thì set đồ này không tới 3 triệu nè. Set đồ này không tới 3 triệu nè. Nói chung là nó tầm, nếu tính sát xe thì nó khoảng tầm 3,2 triệu thôi. Còn để mà hơn thì giá hơi cao là hơn 3 triệu một tí thôi, Khải nghĩ là vậy. Tại vì set đồ Khải mua một số đồ anh em cho nữa nè. Như cái bóng này được anh Phong Ca tặng đánh cho vui nè. Đó. Rồi, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Đó. Ok chẳng làm ơi. Đó nè. Set đồ thì khá đừng bình thường, đơn giản thôi nè. Ok chưa? Nay thì được trận hôm nay khá là ok nè. Được đẩy nên là đánh khá là ok. Tại vì bên Kim khá là khỏe nè. Đó nói trước là luôn. Tại vì Tống Kim tùy ngày thôi nè, tùy trận nè. Phe nào mà đẩy tốt thì bên mình dễ ăn điểm thôi. Còn phe nào mà chúng mình đi thua thì mình cấp thua thì mình cũng chết anh em, không thể nào mà có điểm được. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nè em ơi. Đâu cũng có nhiều người VIP chứ. Cũng nhiều người VIP chứ. Còn Khải thì dạng cùi thôi nè. Nói chung là Khải thì tầm cùi chứ. Khải không có VIP. Khải dạng trung bình đây. Tầm này chưa mắt và là một tịch chưa tại thì kinh luôn em, khá là bình thường. Nói chung là tùy trận anh em hên xui mà.